Minh, năm nay con 6 tuổi. Nghề của con là đá bóng, ném chai, bóng nghề đổ. Ủa con ơi, sao có cái nghề gọi là nghề ném chai con? Lát nữa con sẽ biểu diễn. Hay quá, lát nữa bạn biểu diễn nè. Con là Nguyễn Hải Tường Minh. Sao nghe giống như cái tên Nguyễn Hải Phong vậy ha? Dạ là ba con. Trời ơi, cái gì? Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong là ba con hả? Dạ. Trời sao chú Thành không biết vậy? Thiệt tình. Rồi con chúc chú Thành đi. Con chúc chú Thành mạnh khỏe, mạnh mẽ và... Mạnh khỏe phải mạnh mẽ nữa, yếu đuối nữa mà. Và đẹp trai. Rồi, cảm ơn con, cái đó khỏi chúc. Chú có sọc à. Rồi, tới con. Con tên là Minh Đăng, con sẽ chúc một lời chú Trân Thành là an khang thịnh vượng, phát tài, năm mới bình an vô sự. Bình an vô sự. Năm mới bình an vô sự. Hay quá. Mẹ nó chúc mà thấy nghe xong mà nó thiên về tâm linh thấy sợ luôn. Thì cảm ơn con. Con rất là dễ thương, lúc nào cũng đàn ông đỉnh đạt, nói chuyện đàng hoàng. Chúng ta đang trở lại với chương trình Nhanh Như Chớp Nhí. Chúng ta sẽ có một trận đấu đầu tiên. Không biết là hai đội sẽ cử ra ai là người thi đấu đầu tiên đây. Bên đội bánh tét nhân cốc ổ mấy game tài tượng sẽ cử một cái thành viên mà nhoi nhất đội, rần rần nhất đội từ nãy đến giờ mà cũng đang tự động giơ tay luôn. Tuấn Kiệt lên con. Bên Nhân Trang thì ai đây? Bên này con chọn Tùng Minh. Con chọn Tùng Minh. Rồi, cho làm đội trưởng luôn. Chút nữa con lên thi sao? Ok, từ bên lên con. Hai đứa quảnh tù xì của ai là cái người thi trước? Quảnh tù xì ra cái gì, ra cái này. Rồi, con quyết định đi thi trước hay thi sau? Thi trước. Thi trước nha. Hôm qua của mình nhận được là gì? Xin mời thần thỏ. Cái gì vậy ta? Ôi, quà bự quá luôn. Đây nè, cái bàn này là cái bàn đá banh, đúng không? Còn cái này mới hay nè. Cái này là cái sự tương tác với màn hình iPad. Mình về mình gắn cái iPad lên đây. Xong rồi cái hả, mình chơi mình gắn ở ngoài sao là cái iPad nó hiện cái hình ở trong đó y chang cho con biết là con ráp đúng hay ráp sai. Hay không? Quá đã. Giống như là màn hình 3D vậy. Sao? Con chọn cái này. Chọn cái này phải không? Còn con ai chọn cái này không? Con chọn cái này. Con chọn này phải không? Ừ, khỏi thi đi về đi. Wow. Hai đứa tự chia nhau xài thôi chứ thi gì nữa. Nói giỡn thôi, ai thắng mới được chọn đi về. Lên thi, lẹ lên. Rồi con vô. Cố lên, con Kiệt ơi, cố lên. Cố lên Tùng Minh. Cảm ơn ông bà cười. Mời bạn Tùng Minh lên xe nha. Bạn của chúng ta đã có được 2 câu chính xác. Và bây giờ là phần thi của Tường Minh với Nhanh Như Chớp Nhí. Tường Minh ơi, ở nhà con tên là gì ạ? Ở nhà con tên là Xì Trâm. Sao tên là Xì Trâm vậy con? Con cũng đâu biết đâu, ba mẹ con đặt vậy thôi. Chắc ba mẹ thích coi phim Xì Trâm á. Trời. Con thấy ba con đẹp trai không? Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đẹp trai không? Dạ có. Có mà con bé nó than ăn thôi dài kiểu nói mà trả lời trong ngượng ngạo rồi không lẽ nói không ba mình buồn á. Bởi vậy kiểu như con thấy ba con tóc mượt mà không con? Có bao giờ thấy ba con chải tóc không? Không. Sao vậy? Nhà chắc ít xài lược lắm hả con hả? Dạ. Ba đâu tốn tiền dầu gội hả? Lấy khăn lao là xong rồi không con? Ủa sao tự nhiên hai anh em mình dập ta vậy? Còn cha ta mà rồi ta đi dập cha ta vậy? Tự nhiên dập phụ huynh hả? À? Bậy không được, không được. Con, mẹ con nhà có thương con không? Dạ có. Thế con với ba con với mẹ con thì con thân với ai hơn? Mẹ. Tại sao con thân với mẹ hơn? Bởi vì ba con chẳng giúp mẹ gì cả. Với lại là ba con suốt ngày cầm cái điện thoại chơi không. Trời ơi ông Nguyễn Hải Phong. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, một nhạc sĩ chẳng giúp vợ gì cả và suốt ngày cầm điện thoại chơi. Tôi tưởng nói rằng không giúp vợ gì cả, ngồi làm sáng tác nhạc. Không nói, ngồi bấm điện thoại chơi. Thấy chưa, trời ơi. Chứ vừa ăn ở không giúp đỡ ai hết trơn, thiệt tình. Vậy con ở nhà con giúp mẹ được những gì nè? Dạ con rửa chén, con lau nhà, con quét nhà vậy thôi. Giỏi vậy? Wow. Vậy là giỏi rồi đó. Con trai mới có mấy tuổi thôi mà biết làm phụ mẹ quét nhà, rửa chén, lau nhà luôn. Này là mẹ tập cho con hay là con tự thấy mẹ cực khổ con tập con làm giùm mẹ? Thật ra là mẹ có chỉ cho con vài cái con biết rồi. Ờ mà con thích vậy con làm giúp mẹ đúng không? Dạ. Coi như là con bù đắp hết cho ba con rửa luôn. Được mặt anh. Dạ. Tưởng tượng đi, em làm bà má đi, bà má bận rộn nè ha. Rồi nè, Nguyễn Hải Phong nè, Nguyễn Phong nè. Anh mới về hả? Ừ, làm gì đó cưng? Anh đang lau nhà anh ơi. Làm tiếp đi.
Ủa, con làm gì đó? Con làm gì đó? Mẹ, con phụ mẹ nha. Phụ mẹ đi con. Ủa, hai mẹ con, hai mẹ con đang làm gì đó? Đang lau nhà anh. Ráng làm đi, ba bận quá con người. Trời ơi, anh không thể quá. Hỏi ba làm gì đi, hỏi ba làm. Ba làm gì, ba làm gì vậy? Ba chat với người lạ. Ba chat với người lạ. Trời ơi, người lạ ơi, sẽ giúp tôi mượn người. Trời ơi. Thiệt chứ. Giận dễ sợ, mệt mỏi ghê vậy. Chương trình này đừng có bới móc chuyện đời tư gia đình người ta. Bởi vậy thì các em kỳ quá Trang. Em đang suy nghĩ mai mốt con em nó lớn em có cho đi thi không. Đi thi thì đi thi, né với chương trình của anh ra. Anh mỏi hết. Con trai ơi, bây giờ ba con làm nhạc sĩ với con có năng khiếu gì về âm nhạc không nè? Ba có dạy cho con không? Đánh đàn hay là hát gì không? Ba không chỉ cho con cái gì cả. Nhưng mà có một cô chỉ cho con đánh đàn. Có một thầy thì chỉ cho con đánh trống. Rớt nước mắt thiệt. Con là con chỉ cho ba làm sao để đánh đàn thôi. Mấy cái bài mới. Hay nhìn quá. Mặt thằng bé có cái gì đó nó u uẩn lắm. Nó chững chạc hơn so với tuổi của nó, em thấy không? Em thấy là y chang. Nhiều khi mà cha mình không lo cho mình đó, cho nó phải tự thân vận động, nó hiểu bản thân nó mà. Anh nghĩ thằng bé cỡ tuổi này thôi chứ nó biết nhật ký rồi đó. Trời anh ơi, anh lỡ ra coi nước mắt trong cái trên nó nhòe mực luôn á, nó rớt vô giết mình nhòe mực luôn. Không, nhà không, nhưng mà Thành... mấy anh ơi nói gì nói cho em thấy là cái phong thái này rất là giống cha đó. Hay lắm giống nha em. Nè, mai mốt chú Thành không biết sao chứ con sẽ là một người cha tốt cho gia đình, đúng không? Vậy đó. Hợp lý. Có gì con cứ qua nhà chú Nghĩa với chú Thành nha. Nhà chú Nghĩa với chú Thành lúc nào cũng sẵn sàng chào đón con nha. Nha con, cảm ơn con trai dễ thương quá. Cố gắng lên nha, cứ như vậy nha. Rất là điềm đạm, dễ thương, giúp đỡ mẹ nha con. Hôm nay nhạc sĩ Nguyễn Phong là công nhận gương mẫu đó. Ui trời, gương mẫu thiệt. Dễ sợ. Người cha của năm đó mới. Người cha của năm đó mới đó rẽ được pha đớp là dìa đó. Không, nhưng mà nói gì nói chứ em thấy cái phong cách của bé là thừa hưởng từ cha, từ đúng. Anh Nguyễn Hải Phong. Tại điềm đạm. Anh Phong rất là điềm đạm. Ủa Phong sắp tới ra album cho em hả? Rồi, chuẩn bị nè. 2 phút bắt đầu. Theo truyền thuyết dân gian thì ông Táo về trời bằng máy bay, tàu lượn siêu tốc hay là có phi thuyền? Có biết ông Táo không? Dạ biết. Đó, ông Táo về trời bằng cái gì? Ông Táo không có đi bằng phương tiện nào cả mà ông Táo đi bằng cá chép. Xuất sắc. Thấy chưa, cháu nó tự thân vận động. Tiếp tục. Khi đốt pháo ngày Tết thì con nên đốt ở trong nhà, ngoài đường hay lên sân thượng đốt? Mình không nên đốt ở đâu cả đúng không? Tại sao như con, tại sao mình không nên đốt ở đâu cả vậy? Bởi vì là hồi xưa người ta đốt là hay bị chảy tay, chảy máu. Nên là công an phạt là không cho. Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn con, xuất sắc, lên. Đốt pháo bị chảy tay, đốt chảy máu. Đốt pháo chảy tay đó, thấy chưa, hay chưa. Đôi này đó, con khôn tại mẹ. Tiếp tục. Người ta dùng bút gì để viết thiệp chúc mừng năm mới nè? Bút bi, bút lông hay bút chì? Cả ba cây bút luôn. Xuất sắc. Tiếp tục nè. Vì sao người ta đặt tên là bút bi? Con biết tại sao không? Dạ biết, bởi vì là ở trong cái bút đó có một cái bi mà nó rất là nhỏ. Nó lăn qua lăn lại để có mực mà mình viết. Xuất sắc, nở mày, nở mặt gia đình quá con ơi. Giỏi quá con trời ơi. Trời ơi, xuất sắc. Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, Việt Nam đã đánh bại nước nào để giành chức vô địch? Thắng nước Malaysia. Chính xác. Trời ơi. Ôi, nở mày nở mặt gia đình thiệt, cái dòng họ rạng danh. Trời ơi, thiệt cái dắt cái khăn lau mặt sáng ngời đây nè. Chuẩn bị đón cháu về nè. Đừng có làm cho con rớt mà giật mình nha. Không, rớt sao giật con mình được con. Con lên tới đỉnh luôn á. Mình đang lên năm thời tới cản đâu nổi con. Chơi tiếp nè. Ở đâu không có Tết? Ở Vũng Tàu, ở Đắk Lắk hay ở Đà Lạt? Không có ở đâu cả. Chính xác. Trời ơi. Thiệt tình, mẹ nó giáo dục tốt quá anh nhỉ. Nhỏ nó ăn cái gì mà nó giỏi quá luôn á thiệt. Tiếp. Bịt mắt bắt chó, bịt mắt bắt dê với bịt mắt bắt heo, trò nào đúng? Bịt mắt bắt dê. Chính xác. Chính xác luôn. Trời ơi, thằng nhỏ nó điềm tĩnh, trời ơi. Không lẽ mới đó mà nhỏ thắng tuyệt đối trời. Thiệt á trời, không lẽ nó thắng tuyệt đối chắc chết luôn thiệt á chứ. Trời ơi, mẹ nào dạy con hay vậy. Dạng sự như ý, dạng sự khởi đầu nan với dạng hành môn, thì cái nào là câu chúc Tết vậy con? Chúc mừng năm mới, ăn khang phát tài gì đó. Đó. Vạn sự như ý. Chính xác luôn. Tôi chết rồi, bé nó lên tới mức thứ 8 rồi kìa mấy con. Mùng 1 Tết con thường thấy hoạt động múa lụa, múa lân hay múa lửa? Múa lân. Chính xác. Con ơi hay quá, câu cuối cùng con ơi. Nghe, hết sức bình tĩnh.
câu chúc mừng năm mới. Mà nếu mình nói bằng tiếng Anh thì nó là Happy Birthday, Happy Ending hay là Happy Bola. Không có câu nào cả, Happy New Year mới là đúng. Chính xác. 10 câu. Trả lời luôn câu sao. Nhanh vừa chưa. Yeah. Xuống. Rồi. Đón Trạng Nguyên về. Về đích rồi, về đích rồi, về đích rồi. Trời ơi, đón cháu về dinh hiển gia tiên mấy anh chị ơi. Trời ơi, thiệt tình. Chồng họ mừng hạnh phúc có đứa nhỏ. Trời ơi, vậy mà... Nó đâu rồi? Ủa, nó đâu rồi? Nó mừng quá, nó mừng quá. Anh đã đi qua đây con. Con ơi, qua đây. Cô chú ôm con vào lòng. Ôm con, ôm con. Như một người cha, như một người cha ôm nó vào lòng anh. Con người ta mà. Em ôm luôn đi em. Con của em mà. Con của em luôn. Ừ, đi ra chỗ khác đi chứ. Áo vàng ơi, anh tự trọng. Nó thiếu hơi ạ. Anh tự trọng. Dạ, gia đình ta. Thương thật. Ok. Chúc mừng con. Yeah. Xì dùm. Yo. Như vậy là bạn Sì Dung sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Trong đó có 5 triệu là hiện kim và 5 triệu là một phiếu mua hàng tại Teeny Store, là cửa hàng đồ chơi dành cho các bé từ 0 đến 12 tuổi. Ngon lành luôn. Xuất sắc con ơi. Xuất sắc nha. Ba đứa con. Đảo phải mày, cố gắng lên. Cố gắng lên. Thưa quý vị, Sì Dung hôm nay đã thắng lớn. Bạn Kiệt nhích lên nhích xuống. Hôm nay con phải ráng về nhà con học lại nha con trai yêu dấu. Nha. Chú thương con lắm. Bây giờ bạn Sì Dung qua muốn lấy quà gì lấy đi con. Đi. Rồi. Tới con. Trời ơi, thằng nhỏ quyết tâm không lấy cái iPad. Hay quá Sì Dung ơi, chú Thành tặng con thêm cái này. Đây. Con đưa bạn ẩm phụ con đi. Rồi, hay quá. Anh em tương trợ nhau. Cái này vui hơn. Ok. Cái này vui hơn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là với phần chiến thắng của bạn nhỏ, chúng ta sẽ tiếp tối phần 2 sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.